Ok, hello em nha, chào anh em đến với kênh của mình MWGD Khang TV đi em ơi. Ok, hôm nay có bộ đồ mới của Gena đó mà. Đó là tên là Vòng Quay Thần Ma em ơi. Ui trời ơi, cái bộ đồ này nhìn ảo diệu thế nha. Ôi, có hiệu ứng luôn em mà biến hình luôn mà. Bộ đồ này quay giống mấy cái vòng quay hồi trước anh em. Mới đổi 5 huy hiệu nè, mà bây giờ nó mới quay lại thôi mà. Đấy, huy hiệu thần ma thôi mà. Ui trời ơi, bộ đồ này coi như là đây. Ui, có hành động đổi luôn mà. Ui, thay đổi trang phục nè, hiệu ứng gia nhập nè, sử dụng túi cứu thương có u, sử dụng túi cứu thương nhìn ảo vậy, ai chà ghê luôn, u hình động đẹp nữa mà, nhảy qua cửa sổ, đâu được, coi bọc hỏi nè, hôm nay đi Khang quay test cho anh em trên trực tiếp trên live luôn anh em ơi, hãy test xong rồi chơi cho anh em xem hành động cái bộ đồ như thế nào luôn, à nhưng mà có phần thưởng thụ phụ anh em, mấy hộp súng thì cũng ngon anh em ơi, ok bây giờ bắt đầu thôi anh em ơi, anh em đi Khang một follow anh em ơi. 1m hay 2m đi Khang cũng quay hết rồi mà. Kim cương nhiều để làm gì. Vô. Một huy hiệu đầu tiên. Dính bộ đồ luôn. Ôi trời ơi, tưởng đâu trúng bộ đồ luôn nha mà. Ôi trời, ok anh em ơi. Thấy không, đẳng cấp không anh em. Đẳng cấp không, một phát đầu tiên làm huy hiệu luôn. Đầu tiên làm huy hiệu luôn nha mà. Khỏi cần nó tới 300 cương gì hết chứ anh em ơi. Bạn ở đâu giọng hay vậy á, đi Khang ở miền Tây nha. Ok, vô thôi anh em ơi, tiếp tục thôi. Bộ đồ dính đồ, dính đồ. Ui trời ơi là trời, không rồi anh em ơi. Trời ơi trời, không sao. Làm lại anh em ơi. Vô. Felico. Trời ơi, hộp súng cũng vậy, chết rồi. Chết rồi, tốn tiền quá rồi. Nãy 2 kim cương đúng không? Em quay cái này mất 39. Ủa ghẻ vậy? Sao có 39 kim cương vậy? Anh em la 7k rồi 5k ta. Không sao anh em ơi. Đây để mình quay cái này cái đã. Ấy trời ơi, hôm nay lấy lượt quay mà. Để mình coi mấy hộp súng này mình có súng chưa ta. Ê mình coi, để mình coi mấy hộp súng này mình có súng chưa nhưng mà. Tại vì mấy khẩu này nhiều khi mình giữ lại, mình mở hộp súng để mình bắn chơi nha em ơi. À mình phải giữ lại mấy hộp súng mình chưa có mà. AK bí ngô mình có cho ta. À, mấy khẩu hộp súng mình chưa có, mình để mình mở mình lấy skin diễn diễn mà. À mình phải lấy skin chứ. Mấy hộp súng này cũng ngon đó chứ anh em, mà không phải đùa đâu anh em ơi. Cũng ngon đấy chứ. Ok để mình lấy mấy hộp súng mà mình đã có skin rồi nha mà. Ok anh em ơi. Đấy để đổi qua mấy khẩu này nha mà. Ấy xài. Ok anh em ơi, để mình lấy lượt quay anh em ơi. Úi trời ơi, đâu rồi, nhạc đâu hết rồi. Nhạc, để Khang cần nhạc anh em ơi. Ôi trời, nhạc đâu rồi. Đâu rồi anh em ơi, từ từ đã, mình mở bản nhạc cho nó kịch tính cái đã nè mà. Ôi trời. Đấy, ok. Để mình đổi mấy hộp súng này cái đã. Ok, lấy 5 lượt quay anh em ơi. Trúng luôn, bộ đồ. Trời ơi, trời lỗ anh em ơi, ok, quay tiếp tục anh em à. Anh em đi Khang một follow đi. Nhạc sổ số đi không được không quá. Mất nhạc số đánh một quyền chết luôn. Dính đồ. Ui trời ơi, cái gì thế kia. Má mới có 2 huy hiệu anh em mà tốn 600 kim cương anh em. Cha 6-7-800 kim cương rồi. À cha căng dưới bay. Đổi đồ anh em ơi. Ok. Ui trời ơi, ảo ma. Ôi cái nhìn của này cũng đẹp hết chứ. Dính vàng. Không ổn rồi anh em ơi. Để mình lấy mấy cái này về kho đồ quá đã anh em ơi. Để mình lấy mấy cái hộp súng này về kho đồ quá đã. Mở luôn. Ui trời dính diễn rồi, gần dính diễn. Ê dính diễn anh em ơi. Ui trời ơi, có súng dính diễn luôn. Hộp này mình có gì ta? À khẩu súng lục à. À từ từ cái anh em ơi, để mình coi mấy hộp súng nào mình có chưa. Nhưng mà mình phải coi cho mình có gì mình giữ lại mình mở anh em mà. Mấy hộp súng này mình chưa có, mình mở ngon anh em ơi. Mở nhiều khi trúng súng anh em à. Ngon hết chứ, hộp súng này ngon hết chứ. U nhiều hộp súng hết trời anh em à. Ok, mở dính diễn. Ui trời ơi, không được anh em ơi. Gì? 6k kim cương mới ra hả? Ơi là trời, đi Khang quay 2000 kim cương ra rồi anh em à. Anh em chuẩn bị coi 1000 kim cương sau dính đó nè. Anh em coi chuẩn bị 1k kim cương nó dính đó nè anh em à. Anh em mình coi mấy hộp súng mình có chưa nha anh em ơi. Anh em đợi mình cái. À Victor thì mình chưa có nè mà. À VKM luôn. À khẩu vàng thì có rồi, khẩu vàng có khẩu này rồi. Còn khẩu Famas thì chưa có anh em ơi. Khẩu này chưa có luôn. Ủa, trời ơi mấy khẩu này chưa có chứ người ta. Ok anh em ơi, để mình lấy mấy cái hộp súng về cái đã. Hộp súng gì kho đồ mình mở cái anh em ơi. Ok, mình mở cái đã. Nhận cái túi đồ. Dính vàng. Khỉ ra nè mà. Ok kệ nè mày, để mình lấy hết để mình lấy liệu chín lượt quay nè mày. Ok vô thôi, dính về xuống. Trời ơi trời ơi, lấy cái chín lượt quay có súng đồ gì đây. Ok nè mày, trời ơi trời, không có 2 huy hiệu vậy, chết rồi nè mày. Sao tốn kim cương như vậy nè mà. Ui rồi ôi từ không ổn rồi nè mà, không ổn rồi. Trời ơi trời, trời đắt dữ người ta. Ê, sao anh nhìn tiền vậy? Cảm ơn Kim Long là cao nha, cảm ơn anh em đã xui đi Khang nha. Anh em cho Khang một like follow anh em ơi, anh em cho Khang một follow đây anh em ơi. Dính ghê, trời không có xuống chưa, ghét đi trời. Trời ơi trời, không dính gì luôn anh em à.
Trời trời trời, không trúng như lôi đấy mà. Để mình đổi, để mình đổi mấy cái này cái ta đi mày. Trời ơi trời, không ổn rồi mày, không ổn rồi mày, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Chết rồi, chết rồi đấy mà. Ấy chà chà, căng dữ bay. Căng dữ bay, có lẽ hơi căng đấy mà. Từ từ cái này mình, để mình lấy hộp súng về cái ta. Lấy hộp súng này về mình mở cái ta đấy mà. Ôi là trời. Mình mở cho, ê có khi mình mở mấy cái này mình lấy được súng diễn của mình mà. Anh em quay cái vòng quay này á, anh em có một lợi thế là anh em có thể lấy mấy hộp súng này về. Anh em mở nhiều khi dính súng diễn ngon anh em mà. Ok, chọn nhanh lấy 26 lượt quay luôn đó mày. 26 lượt quay không lấy không trúng gì, cái gì anh em. Ui rồi. Ui rồi, không có gì luôn anh em mà. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Cay dữ mày. Bực dữ mày. Trời ơi là trời, mới có 4 hiệu anh em ơi. 3 hiệu à. 4 hiệu à, một cái hiệu cuối cùng anh em mà. Nãy giờ tốn như kim cương rồi. À, 6.000 à, trời trời, tốn 4.000 kim cương anh em ơi, 3.000 mấy kim cương rồi. Tiếp tục anh em ơi. Thôi không được, để mình đổi cái, để mình đổi cái anh em ơi, để mình đổi cái hộp súng cái đã. Trời là trời, quả cái đại thì chết, tốn kim cương dữ vậy. Không sao anh em ơi, anh em cho Lê Khang một follow anh em ơi, để cho Lê Khang có điều kiện một follow anh em ơi. Cái này anh em ủng hộ mình mới có động lực mình quay tiếp anh em à. 21 lượt quay mà không có một cái huy hiệu nào. Ui rồi, ui rồi, ui trời, ui trời, ui trời, hai cái huy hiệu cuối thì căng dữ vậy. Không ổn trời. Chung. Không trúng luôn. Hai lượt quay cuối cùng dính. Không được rồi, không được rồi. Ây da, căng dữ bay. Ok. Mở tiếp, tiếp, tiếp. Ui trời ơi. Để coi nhiêu kim cương rồi, nãy giờ 4.000 kim cương rồi em ơi. Ơi, mới có 4.000 mấy kim cương rồi, thấm thía vậy. Trời ơi, dăm ba mấy kim cương này đối với Đề Khang anh em à. Trời đâu dăm ba mấy kim cương này nữa mà Đề Khang không có tiền anh em ơi. Đại kế, đại gái, đại tái. Ok, 11 lượt quay rồi, trúng nè. Mẹ, căng dữ bay. Trúng, trúng, trúng. Á đồ, cái gì vậy anh em? Trời ơi trời, khó dúng cái gì anh em? Ê cha. Dính vàng. Ôi. Á đù. Hút máu dữ vậy. Tiếp tục anh em ơi. Vô. Không trúng luôn. Á đù, gần nãy giờ gần 6 cây kim cương rồi anh em à. Ê, 6 cây kim cương mới ra hả? Không tin anh em à. Đây Khang không tin được điều đó. Không tin điều đó. Không tin điều đó anh em à. Ôi rồi. Không trúng thiệt anh em à. 6 lượt quay cuối cùng. Ôi trời ơi. 2 lượt quay. Dính không? Chà. Cảm ơn Led nha, cảm ơn em đặt xu để khen nha em ơi. Ui ôi, có địa ngục hỏa băng rồi nên muốn lấy nữa ca hả? Không tin cũng phải tin anh ơi. Không thể tin được anh em à. Một cái này cuối cùng chúng nè. Dính vàng, dính vàng. Mà ơi là trời. 5.000 mấy kim cương anh em à, 5.000 năm kim cương anh em à. Quải thiệt chứ. Má, căng dữ mày. Anh em kêu một follow đi anh em ơi. 6.000 đâu, 5.000 mấy kim cương anh em à. 5.000 mấy kim cương à. Căng dữ bay, anh em kêu một like follow nha. Quả này tốn hút máu quá anh em ơi. Lần đầu quay một cái bộ đồ, cái áo nào mà nó tốn kim cương dữ dữ luôn anh em à. Lần đầu quay cái bộ đồ nào mà nó tốn kim cương luôn anh em. Đó giờ toàn quay súng kia thôi, cái bộ đồ nó mắc như quỷ vậy anh em à. Anh em kêu một like follow nha, để mình mở mình test cho anh em luôn nha anh em ơi. Ok, vĩnh viễn rồi. Trời ơi. Quay bộ đồ cực khổ quá nhưng mà. Rồi là trời. Mà bộ đồ này cũng xứng đáng nhưng mà không phải là ấy đâu. Một mét chưa ra, trời ơi đây Khang. Ôi, vậy là mình quay một mét thôi nhưng mà. Ôi, mình quay một mét hơn anh em ơi. Ui rồi ôi, ôi má một đống hành động luôn trời. Một đống cái hiệu ứng luôn anh em à. Ui bộ đồ này, bộ đồ chắc Gana, cái bộ đồ này mới là bộ đồ này đẳng cấp anh em à. Để mình mở, để mình coi như nào. Đây, để mở hộp súng về cái đã. Lấy về cái đây anh em ơi. Ok, hôm nay bây giờ là tiết mục. Tiết mục Đề Khang, Đề Khang mở hộp súng cho anh em xem nè. Đề Khang mở hộp súng cho anh em xem nè. Coi bọc hỏi nè, đâu rồi, hộp súng đâu rồi. Đây, 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 em ơi. Ui rồi, ui, một đống hộp súng luôn. Đây mới gọi là cái đã nhất nè, cảm ơn Thảm Họa Muxi nha. Bộ đồ 1 mét chua quá Khang rồi. Ừ, chua thiệt anh em à, nhưng mà không sao. Hãy hy sinh vì clip cho anh em. Rồi, hy sinh vì clip cho anh em à. Dính diễn. Ê ơi là trời, không có nào dính diễn chơi anh em à. Hộp súng này cũng nhiều anh em ơi, nhưng mà khó dính diễn lắm anh em à. Ui rồi, bé 90 gì đã vậy. Ôi trời, căng phết anh em ơi, anh em đi theo một like follow nha. 22 hộp súng này không dính cái nào. Má xui dữ bay. Ui nhỏ dữ bay. Ui nhỏ nè mà, nhỏ quá anh em ơi. Trời ơi, xui đen xì luôn anh em ơi. Xui dữ ta. Rồi, hộp súng thì có rồi anh em ơi, hộp súng bí ngô anh em ơi. Em theo một like follow anh em ơi. 1 mét là 1.000 kim cương hả anh á. 1 mét là gần 5.000 kim cương đấy mà. 5.000 kim cương đúng không anh em. 1 mét là 5.000 kim cương đấy anh em à.
Trời đi Khang, nãy giờ leo qua gì, nãy giờ 5.000 mấy em cưa nữa mà, 5.000 rưỡi, 5.000 mấy đấy. Đúng rồi, gần 6.000 em cưa nữa mà. 6.000 em cưa khoảng nhiêu ta? Một mét hai nữa mà, mét một mét hai nữa mà. Ui trời ơi, trời căng dữ vậy. Gần mét một mét hai nữa mà. Trời, thế mà anh em không cho đi Khang một follow cho mày, hai cái ba bạn cho mỗi người đi Khang một follow đấy em ơi, để đi Khang vô trận, đi Khang test cái bộ đồ cho anh em xem anh em à. Không sao anh em ơi, bộ đồ này hy sinh vì anh em mà, hy sinh vì clip anh em mà, không sao cả, hy sinh vì anh em trên like anh em mà. Quá đẳng cấp, quá đẳng cấp. Tiền bạc không thiếu gì, không thiếu gì anh em ơi, chỉ thiếu không có kim cương thôi. Đẳng cấp anh em. Anh em à, cái hành động mà anh em đẩy nhảy lên cái Pepsi đấy. Nhảy qua cửa sổ cũng đỉnh đó nè mà. Bơm máu cũng ảo rồi ta. Bơm máu luyện kinh công luôn nè mà, luyện tiên đơn luôn em. Ảo ma thiệt chứ. Ai có trời ơi, mình chứng tỏ độ giàu cái gì đó em. Chứng tỏ độ giàu anh em phải gắn cái hình nền của cái con này vô. Đó, mới chứng tỏ là anh em có điều kiện mới có được cái ảnh nền này, cái ảnh avatar này. Đó, đấy đâu. Ai đâu mà có được cái ảnh avatar này nè mà. Ảnh avatar này một củ đấy. Ơi, anh em ta một cũ đấy nè mà, không phải dân vừa đâu anh em ơi. Ok, hưởng xuất hiện đẳng cấp dữ bay. Ôi, ảo ma. Gì đây? Biến hình vô, cái này vô trận biến hình anh em à. Cái này vô trận biến hình nè. Giờ vô tiếp tục anh em ơi, vô chơi game thôi. Vô test bộ đồ xem như thế nào. Ui ơi, đem thêm bộ đồ tím luôn anh em à. Combo này là quá ngon anh em ơi, combo này tím kiệm luôn anh em à. Ôi má, tiêu một ngày một tiêu cái triệu bạc anh em à. Không sao cả. Hy sinh vì nghệ thuật anh em à. Đấy ok, đây là bộ đồ nguyên set của nó luôn anh em à. Nguyên set của nó luôn. Ok, giờ vô game thôi anh em ơi. Let's go. Vô game test thôi anh em ơi. Gì đây? Hello búp bằng đầu, hello anh em nha. Ok, trời ơi, cái bộ đồ này nhìn hiệu ứng không có nhiều anh em à. Cảm thấy bộ đồ hiệu ứng không nhiều ta. Bộ này đi Khang lấy có 2 cây kim cương thôi anh em à. Ok anh em ơi, giờ vô test cho anh em cái bộ đồ này như thế nào đây anh em ơi. Trời ơi trời, đây ổ dùng xanh ngay khu trung tâm luôn. Hơi bị đông luôn anh em à, test sẵn luôn. Đấy, đi Khang biến hình cho anh em xem anh em à. Trời. Ok anh em ơi, anh chơi mấy ngón đi Khang, chơi 2 ngón nha. 2k kim cương anh em à. Trời, đồng đội mới dùng được hả? Không biết anh em ơi. Đồng đội mới dùng được. Đồng đội kết bạn mới dùng được anh em ơi. Ui như cá luôn. Quả này test xuống, đồng test bộ đồ anh em ơi. Chết rồi, đồng thế này thôi biết sống nổi hay không đây anh em ơi. Úi trời ơi, trận đầu ngày nữa mà. Trời. Ôi, đây. Ôi, như cá luôn, nó bắn nhau anh em ơi. Từ cái nào nó bắn nhau như cá luôn anh em ơi. Bắn nhau trên dưới ta, bắn nhau dưới anh em ơi. Rồi thì có chết 3-3 rồi anh em ơi. Quả này nè, đi bắn nhau được rồi. Ui trời ơi. Hiệu ứng gì đây? Ui. Hiệu ứng giết địch, cánh tung bay luôn anh em à. Có cánh tung bay luôn anh em ơi. Ôi, có cánh tung bay luôn, hay chắc đấy. Từ tập trung cái em ơi. Từ bình tĩnh xử lý cái đó. Để có được rồi. Đù. Châu bò với ta. Người cái em bơm máu anh em à. Mấy này nguy hiểm lắm anh em ơi, không ổn anh em à. Đông quá. Trời ơi trời. Ê, để con bơm máu được sao? Bơm máu anh em à. Ôi bơm máu nè. Đẳng cấp vậy. Ê, đẹp đấy. Từ cái đó. Nó kem mình ở ngoài rồi anh em ơi. Nó bên này nó cập giáp rồi anh em à. Phá keo này. Trời, nó chối mình anh em ơi. Chối mình cái nó chạy qua nó kiếm mình anh em à. Ai ác với ta, để con bơm máu như nào đây. Đỉnh anh em à, nhìn ảo thì cháy. Thằng nào lên cứu mình cái ai. Giọt cái này đi mày. Bình tĩnh cái này. Cái bộ đồ mới cung tay quá đi mày. Để nhảy Pepsi như thế nào. Đu. Đẳng cấp vậy. Chạy. Ôi ơi, bay lên đẹp chứ ta. Hành động bay lên đẹp đó mà. Ưng cái đó, mình thích cái đó vậy đó mà. Bay lên cái hiệu ứng gì nhìn đẹp đó mà. Đẳng cấp đấy anh em ơi, đẹp quá. Hello anh em nha, anh em cho Khang một follow nha.
Ok, chúc bạn chúc Thái Nguyễn một ngày mới vui vẻ nha. Còn mấy mùi bắn hay ta, hay là shotgun nha, cầm shotgun nha mấy. Rồi khu này còn địch nữa nha mà, nguy hiểm quá. Khu này khó chơi lắm nha mà, khu trung tâm này khó bắn lắm. Tại nó đủ thứ hướng chơi nha mà. Đấy, à, bên nhà có địch nữa mà, được, mình chạy ra mình vụ nó bắn mình sẽ bắn cái này nè. Nó kìa mình thấy nha, anh em thấy cái súng đâu. Ấy da, kêu, rồi. Đủ, trời ơi, liền tiên đơn nha mấy. Nó nhìn như liền kinh công nha mà, ảo mai chứ. Ảo đấy, ảo đấy, hết giáp, bắn bể cái giáp luôn mà, cái này nó căng quá. Mày dí dưới ta, bắn từ từ thôi mới bay, mấy cụ bắn vừa thôi. Rồi giờ đi Khang mới test bộ đồ thôi mà anh em bắn gì dữ vậy. Chứ đi Khang có thời gian test bộ đồ chứ, chết sớm sao test anh em. Ôi trời, ok rồi, đi Khang, còn cái gì nữa ta, à nhảy qua cửa sổ nữa mà. Mình chưa test nhảy qua cửa sổ nữa mà, cái nhà này không có cửa sổ sao nhảy. Đi kiếm cái nhà này có cửa sổ nhảy nữa mà. Nhảy coi cái hiệu ứng như thế nào đây. Ủa cái này nó bắn căng lắm anh em ơi, lú là bể cái đầu không anh em ơi. Ghê quá, lùm lại cái mũ anh em ơi. Ôi súng này, chật găng không có chip này này, sao solo lại chứa các cường quốc đây. Ôi kiếm cái nhà này mình nhảy cửa sổ anh em à. Kiếm 187 luôn, không có anh em ơi. Ôi khu vùng xanh này cũng giàu hết đó chứ. Ôi trời, đây. Nhảy rồi, nhẹ nhàng dữ ta. Nè, nó hiệu ứng không có nhiều lắm anh em à, nhưng mà nhìn thấy cũng khá là đẹp đấy. Hiệu ứng không nhiều lắm mà nhìn cũng khá là đẹp đấy. Ok, bây giờ mình chạy thôi ơi. Mình chạy khu khác anh em à. Chứ ở khu này ai, có địch đánh theo. Chưa thấy mình đâu, chưa thấy đâu mà giết mình, giết này được này đâu ơi. À nó kìa, nó đang mua đồ đâu ơi. Ok bay đầu đâu ơi. Ok đu vô nè ấy, what's up kill. À công xuống mày. Tôi cần trang bị. Chết rồi anh em ơi, quả này khó rồi anh em ơi. Rồi dí một đống luôn anh em ơi. Hai thằng luôn anh em à. Ba thằng luôn anh em à. Ô chạy được, không sao anh em ơi, quả nào mình hổ báo đâu mà, quả nào chạy đâu mà. Từ cái đã, mình đang tết súng anh em, mình đâu có cần gấp đâu. Tết súng mình từ thôi anh em, không cần vội anh em. Nó giết từ đâu mà. Rồi không được anh em, không kẹt được rồi. Mình chạy qua mình cứu đi. Ai cứu công anh em. Công ngu nè. Lại đây. Biến hình cái này mà. Biến hình siêu. Đẳng cấp. Vô đây. Ê, có địch đắp vụ. Mình bị thằng đắp vụ giết ta. Tôi cần trang bị. Mình lấy mình bị thằng này giết trời. Thằng này đâu ra trời, đắp vụ bắn cầm thêm xôi bắn đau thôi. Không sao đi, khai ổn luôn rồi. Đây đi bắn xuống rồi. Bể đầu anh ơi. Sao mà làm sao? Rồi bên này tỉnh quá nha mà. Ba thằng luôn trời. Không ổn mà. Ui nó đu cáp treo qua nó cái nè mà. Trời ơi đông dữ vậy. Trời nó dí dữ ta. Nhá nhìn bộ đồ mình nó đẹp quá, nó dí nè mà. Trời ơi, mê bộ đồ đó đúng không? Mê bộ đồ cái Đi Khang đúng không? Mê bộ đồ Đi Khang qua đây, Đi Khang cho chim ngưỡng nè. Ở ngoài chạy qua đây. Rồi Đi Khang cho chim ngưỡng nè. Đó, nó cứu hết rồi anh em à. Nó cứu hết chừng 4 thằng luôn anh em. Trời ơi trời, căng dữ vậy. Trời, mình đặt mềm mình lên lầu anh em ơi, Lên lầu khó ok nhất anh em ơi. Rồi trời, nguy hiểm dữ ta, mình dí dữ ta. Trời, nó bắn mình kìa nè mà. Đi Khang chơi được, 4 này Đi Khang bắn được nè mà. Không sao, ổn. Đi Khang xử lý được nè mà. Ok, nóc 1 nè. Ok. Hà chạy nhà giẫm mìn là chết luôn. Nhảy nhà giẫm mìn nè. Giẫm mìn.
nó xuống nó cứu rồi anh em ơi. Mình phải giết thằng Sulu anh em ơi, giết thằng Sulu anh em ơi. Kìa nó giết Sulu, chạy đâu mà chạy đâu. Chạy đâu, không đủ đam anh em ơi. Nó mà không có trách da mình lướt lên chơi đó trời. Mình sẽ lừa anh em ơi, lừa nè. Ok. Bộ đồ chia giáp anh em ơi. À chạy hả mày, chạy hả mày. Đồng đội đâu hết rồi ta? Đồng đội đâu hết anh em? Rồi biến hình cái nào mà biến hình cái nào, biến hình cái nào. Biến hình cái nào. Ui rồi bộ đồ đi khang mấy lấy bao nhiêu kim cương vậy? Hai kim cương anh em à. Chạy hả mày? Chạy nè, chạy nè, chạy nè, cho mày chạy ổn quá. Ok, mày giữ cái đó luôn đi. Rồi, rồi, rồi. Ổn áp mày, ổn áp mày. Ok, ok, công luôn anh mà. Solo không? Solo cái đâm nè. Solo nè, solo nè, em cáo nhỏ ơi, cáo nhỏ ha, cáo nhỏ. Đây Khang là cáo, cáo mẹ nè. Ok luôn anh mày. Đồ đồ anh mày. Trời ơi, mấy này dí quá, dí rồi, mấy này chạy bo hết rồi anh mà. Ui, bo xa thế. Chết rồi, quá trời căng rồi anh mày. Ui, xe gì đây? Chết rồi, đây không để ý anh em ơi, bo để dí bên này bo quá trời bo xa rồi anh em à. Không sao, không sao, không sao, đi Khang vẫn chơi được. Đi Khang phải ổn áp anh em à. Phải phải chạy được, vẫn chạy được, không ổn, không sao, không sao cả. Mua giáp nè. Mua thêm không đủ cổng di chuyển nên mua thêm máu nè, mua thêm cái này. Ok anh em ơi. Ok di chuyển thôi, lấy xe anh em ơi. Phải có xe đã không anh em à. Xe cùi cũng được anh em. Bên này không biết sống nổi không ta. À, trời căng dữ vậy. Không sao anh ơi, chị bo anh ơi, test mua đồ thôi, trận này chủ yếu test mua đồ thôi nè mà. Có 2 kim cương nè mà, đi Khang lấy mua đồ có 2 kim cương thôi nè em ơi. Có gì thắc mắc không em, 2 kim cương thôi nè mà. Biến hình, xe lỗi nước nè mà, xe là xe đa năng nè mà. Lên luôn. Trời ơi, phải biến hình bánh xe nữa mới chạy được. Trời ơi, xe chậm chạp thế. Lên luôn, lên luôn. Lên luôn, lên luôn. Mà nãy kim cương nó xin thôi. Nó chứ bộ đồ này mình lấy 6 cây kim cương nè mà. Anh em chỉ khai một follow nha anh em ơi. Ôi trận này ít kill quá nhưng mà trận này không sao, chủ yếu là test đồ cho anh em thôi nè mà. Chủ yếu trận này test bộ đồ cho anh em thôi chứ quan trọng gì đâu, quan trọng gì kill nè mà. Đấy, trận nào bắn thì bắn, trận nào test đồ chứ anh em đúng không anh em. Đấy trời ơi bộ xà đây. Trời ơi. Ôi ơi 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 có địch luôn em ơi. Ôi ơi trời ơi đừng có bắn anh em ơi. Trời đi Khang test mua đồ chưa, test xong hết trơn chứ chân bắn nhau kìa mà. Ok mình sẽ chạy nè anh em, xem đi Khang qua này xử lý nè. Mình xe mình đa năng mà đúng không anh em, xe mình xe đa năng mà mình chạy qua sông anh em à. Đó mình chạy qua sông, chạy qua sông anh em à. Xong nè, bây giờ nè anh em bỏ xe nha, bỏ xe lội bộ ấy, chạy bộ anh em ơi, chạy bộ anh em ơi, chứ anh em cầm chiếc xe này hoài nó bắn cho bể đầu anh em à. Đúng rồi, đi Khang chơi hai ngón nha anh em ơi. Ở trên này có chiếc xe gì ta? Có chiếc Lambo thì ngon cái này mà. Mình chắc rồi. Đợi nè mày. À, bo này khó. Ê, mình xuống cái nhà này được nè mày. Xuống nhà này một hồi mình bơi qua nó không để ý đâu nè mà. Mình bơi nó qua nó không để ý đâu. Anh em chỉ kêu một follow nè mày. Trời ơi, anh em mỗi 900 bạn anh em không thấy ai follow chứ vậy. Anh em chỉ kêu mỗi người một follow nè mày. Để Khang đầu tư quay cho anh em khế luôn rồi. Anh em không ủng hộ đi Khang thế này chết luôn rồi. Chết tôi rồi nè mày. Ok. Trời ơi. À để mình test anh em à, test nhảy ngoài cửa sổ, test ngoài cửa sổ. Nè. Ô, nhẹ nhàng chứ, nó nhảy được xa hơn anh em à. Nhảy tới này luôn anh em. Ô, cảm ơn em follow đi Khang nha. Ô, nhảy qua tới này luôn anh em à. Nhảy xa lắm. Ô, nhảy xa lắm anh em ơi. Nhảy xa lắm. Hình như bình hít nó không có thay đổi anh em ơi, có một bơm máu rồi nó thay đổi thôi. Thay đổi thành bộ đồ vàng cho nó gọn gọn anh em à. Ê nó bắn. Ôi trời ơi, tí nó one shot mình anh em à. Ôi, tí bể đầu anh em à. Nguy hiểm quá. Thì nó bắn bể đầu rồi. Bo bên đây là ngon. Bo bên đây con ơi. Bo dính ở đây con ơi. Ui trời ơi, ngon lành. Ơi, thế giới này của Đi Khang rồi. Thế giới này là của Đi Khang. Dẫn mặt hả mày? Có nào nữa không? Qua đây. Ờ, bộ đồ này chia giáp anh mà. Ơ đụng chia ba lô thôi mà. Cũng khá là ok nha. Chia ba lô cũng khá là đẹp đấy. Ôi trời ơi, ngon lành anh em ơi. À, làm sao? Chạy đâu. Đi đâu em ơi, đi đâu bé ơi. Mình em thôi được rồi. Ê, tập 1 không biết có hiệu ứng gì đâu không ta. Như cái này phải có đồng đội mới xài được đấy mà. Cái này có đồng đội mới xài được, để hồi mình mời đồng đội mình vô anh em ơi. Để mà mình mời đồng đội mình vô đi coi xài cái hiệu ứng như thế nào anh em ơi.
Ôi trời, bộ này kim cương giờ anh 2.000 kim cương thôi mà. Anh em không biết lấy nhiều mà đi khang, chỉ 2.000 kim cương thôi anh em ơi. Ôi này sao nó bò vậy? Ôi ngon lành vậy, đây có kêu ăn anh em à. Ngon lành, ngon lành. Thằng này làm sao? Ê, mình vẫn còn nhiều đạn. Ui ơi, cái bò này. Chết rồi, đáp dụ anh em, đáp dụ. Đáp dụ anh em ơi. Đáp dụ anh em ơi. Ngày đây, bắn. Ui nó kết mạng mình rồi. Chà. Mày hả mày, bay đầu rồi mày. Bò máu cái. Bò này khó rồi anh em ơi, bò này căng lắm anh em ơi. Ui bắn nhau, qua, chạy vô anh em ơi. Qua, bắn nhau rồi. được cái nó mới ổn rồi mày. Đấy bò qua, từ từ qua nó mới. Đó. Đấy. Còn hai cuối rồi, cấp 1 rồi. À bắn sau lưng cái nào. Nó không biết mình. Thấy mình. Ê. Mày hả mày, solo sụt ra hả mày? Ờ anh đi bắn hụt không vậy? Xuống đây. Tiếp tục đi em ơi. Tiếp tục đi mini ơi, vô đây mini ơi. Tới một trong tay rồi, cái đã. Giữ gì sao? Ê, trời ơi, bắn ghê em ơi, biết chơi em ơi. Bơm máu cái cho anh em xem nè, để tôi bắn mình cái bơm máu em ơi. Sao mày? À đâu? Trời ơi, mình định cho nó bắn mình tốn giật máu để cho mình bơm máu nữa mà. Mình định cho nó bắn giật máu để mình bơm máu để hiệu ứng anh em. Ôi trời. Quái thiệt chứ. Mình định cho nó bắn để giật máu mình bơm máu anh em à. Bơm máu có hiệu ứng cho anh em xem. Không sao anh em ơi. Ok, hôm nay test bộ đồ này đến đây kết thúc anh em à. Ôi bộ đồ này đẹp thế. Bộ đồ này đẹp anh em à, cũng ok đấy, nói chung là cũng ok đấy. Mình chấm khoảng 8/10 đấy anh em à. 8/10 đấy, ok anh em ơi. Nhưng mà nhìn cái màu tím này không có đẹp anh em ơi. Nếu mua đồ này mà nó đổi màu đỏ thì nó sẽ đẹp hơn màu tím anh em ạ. Đấy, ok anh em ơi. Bye anh em nha, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Anh em nhớ cho Đi Khang một like và đừng cho Đi Khang một đăng ký kênh anh em ơi. Tạm biệt anh em nha. Ôi trời ơi, anh em bộ đồ này khá là chát đấy. Anh em nhớ cân nhắc khi mua nha anh em ơi. Ok nha, chúc anh em chơi game vui vẻ nha.